sáng ngày 30 tháng 3 tại huyện Lang Chánh, Hội cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện Lang Chánh tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua số 1 Hội cựu chiến binh 11 huyện miền núi để đánh giá kết quả hoạt động 3 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh. Về phía huyện Lang Chánh có đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh trong cụm. Cụm thi đua số 1 Hội cựu chiến binh 11 huyện miền núi bao gồm các huyện Lang Chánh, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Như Xuân, Tường Xuân, Thọ Xuân, Mường Lát và Cầm Thủy. Trong quý 1 năm 2022, các cấp Hội cựu chiến binh cụm 1 đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, duy trì đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ đối tượng, gia đình chính sách tham gia tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, triển khai Đại hội cựu chiến binh nhiệm kỳ 2022-2027 tại cơ sở. Đặc biệt là chú trọng công việc tập trung chỉ đạo các cơ sở hội còn lại, xây dựng hoàn thành các văn bản bảo đảm chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ đại hội, quan tâm chia sẻ động viên quân nhân lên đường nhập ngũ, tham gia đảm bảo an ninh trật tự biên giới, duy trì từng bước nâng cao hiệu quả các mô hình về an ninh trật tự, đội xung kích đoạn đường cựu chiến binh tự quản, tăng cường xây dựng các mô hình kinh tế cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng trên một năm, đồng thời thực hiện ký ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên vay vốn phát triển sản xuất. Qua theo dõi, các hội viên đã sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, thống nhất những kết quả đã đạt được, nghiêm khắc chỉ ra những hạn chế tồn tại, đồng thời đưa ra những giải pháp tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện hoàn thành những nội dung, nhiệm vụ của hội và nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, những địa phương chưa tổ chức và đại hội cấp huyện trong thời gian tới, đảm bảo chất lượng đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quynh, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Hội cựu chiến binh cụm 1 đã đạt được trong quý 1 năm 2022. Đồng thời mong rằng các cấp hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt cần đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ hội viên, triển khai đồng bộ sâu rộng phong trào thi đua, tích cực nhân rộng các mô hình kinh tế cho thu nhập cao, đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tiến tới tổ chức thành công đại hội Hội cựu chiến binh được tổ chức trong thời gian tới.